Wow, trời ơi, trắng xóa luôn, sương mù. Ở chỗ mấy bà sáng nay có vậy không? Chứ đây là hiện tượng lần đầu tiên mà tôi ở Malai mà tôi thấy hiện tượng này. Trời, giống như mình đang ở Diễn Trình Highland đồ ha. Lạnh lạnh rồi sương mù rồi ha. Quá trời luôn, cỡ mà mình đứng này mình hét lên là Hello neighbor cũng mày thấy mình ha. Rồi sáng nay thì anh xã ổng nói ổng đi vô văn phòng làm, không có làm work from home, cho nên là mình sẽ nấu luôn cái phần trưa, sẽ nấu đơn giản một món thôi cho nó nhanh gọn lẹ, tất cả trong một. Coi như là mình sẽ làm cái món này là mực xào ớt chuông đó, thì cái mực nang mình sẽ sắc sắc miếng miếng đó, rất là nhanh luôn, búng tay là xong hết. Mình sẽ ướp gia vị cho nó vừa ăn xong rồi trộn trộn lên rồi để đây cho nó thấm. Mình sẽ đi làm hành, cháy hành cho nó thơm. Rồi rồi khúc này quá trời khúc này đó, xong rồi dọn bếp lau bếp này đó, thấy chưa? Cái tật là hả quay quay đồ đó, kiểu mà thô bạo nó quen rồi. Rồi mình sẽ cho một chút xíu thêm chút xíu tỏi vô nữa cho nó thơm luôn. Rồi ai mà thích ăn gừng nữa thì bỏ gừng vô xào luôn, sắc sợi cho nó thơm. Còn đây mình không, mình hết rồi, mình không còn gừng cho nên là mình sẽ không bỏ gừng. Đó, mình xào cho nó săn săn cái miếng mực lại đó, xong rồi cái nó cũng có dân dân đẹp đẹp ha, mình vớt ra chứ không có để đó nữa, mình vớt ra rồi mình làm. Cái lần này là không có dằn dầu nè, điêu luyện rồi đó. Rồi mình cũng làm một cái bước luôn y như hồi nãy là kẹo hành cho nó thơm, rồi mới cho ớt chuông vô, rồi cũng nêm thêm chút xíu đó, rồi cho nước vô nữa là nó đều. Đó, nhiều khi tôi nấu riết tôi cũng không có thèm nếm luôn á, cứ cứ bỏ vô, tất cả bỏ vô theo mách bảo của tâm linh. Rồi mình đứng xào xào chút xíu là đó, có một món mà trưa nay mình khỏi làm luôn. Trưa nay không có đứng bếp nữa, là mình làm chỉ làm một món thôi. Cơm lúc này cũng chín luôn rồi, xong rồi cái ổng báo cho mình biết là trưa nay ổng ở nhà, ổng không có đi làm. Ok. Rồi, xin chào mọi người, hẹn gặp mọi người vào video sau nha. Bye bye.